Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cao trào bán hay còn gọi là selling climax. Thì cái cao trào bán này nó xuất hiện khi nào, đặc điểm của nó là gì và cái cách mà mình giao dịch mua bán với nó như thế nào, có những cái điều gì cần lưu ý. Thì tất tật những cái điều đó mình sẽ chia sẻ trong cái video hôm nay. Đầu tiên là về bối cảnh xuất hiện, thì cái cao trào bán này ấy, nó thường xuất hiện cuối một cái nhịp downtrend mạnh mẽ, thì nó chính là ở cái vị trí SC này. Thì cái cao trào bán này là khi mà cá mập họ bắt đầu mua vào và trong lúc đó thì nhỏ lẻ đang bán hoảng loạn, tức là cuối cái downtrend này cá mập họ sẽ đưa ra những cái thông tin xấu để gây ra cái sự hoảng loạn cho nhỏ lẻ, vì đã sau một cái trend giảm rất là mạnh rồi, bây giờ lại thêm nhiều thông tin xấu nữa thì sẽ bán rất là hoảng loạn. Và khi đó thì cá mập họ sẽ mua vào. Họ mua vào thể hiện ở cái khối lượng tăng lên lớn, có thể là lớn dần hoặc là có thể đột biến, thì là họ tiến hành mua vào. Và cả cái đoạn này, khối lượng này và cả cái đoạn này thì mình gọi là selling climax, tức là một cái nhịp cao chào bán. Nó không phải là một cây nến, nó không phải là một điểm, mà nó là một cái nhịp, một cái hành động cao chào bán của nhỏ lẻ, và chính là cái hành động mua vào của cá mập. Và sau đó vì cá mập họ đã bắt đầu mua vào rồi thì họ sẽ tiếp tục mua bằng cách là cho cổ phiếu đi ngang, tích lũy trong một cái vùng chất lên này để họ mua gom, và khi họ đã gom đủ thì họ sẽ đánh lên. Thế như vậy cái cao trào bán này chính là xuất hiện ở cuối quá trình downtrend và đầu của một cái giai đoạn tích lũy. Đây chính là cái bối cảnh xuất hiện của cao trào bán. Đó. Thì ngoài ra về mặt bối cảnh thì mọi người cần lưu ý những gì ở đây? Đó. Thì mọi người nên để ý rằng để mà vào một cái nhịp tích lũy hay là kết thúc một cái giai đoạn downtrend ấy, thì thông thường như mọi người biết là theo như là sóng Elliott thì nó phải chảy chạy đủ ít nhất là ba sóng điều chỉnh ABC, đúng không? Một này, đây là A này, B này, C này, được chưa? Là nếu ta có, đây là giai đoạn tích lũy này, đây uptrend này, nhưng cả cái đoạn này là giai đoạn phân phối này, đúng. Thì sau khi phân phối xong nó giảm mạnh, nó không thể tạo đáy ngay ở đây được, thông thường là nó phải có một cái giai đoạn tái phân phối, thì chính cái giai đoạn này là giai đoạn tái phân phối, đúng chưa? Sau khi tái phân phối thì nó giảm thêm một nhịp nữa, tức là ít nhất phải có hai nhịp giảm mạnh, chính là nhịp A và nhịp C này, thì mình sẽ xác định cái cao trào bán ở cái nhịp giảm mạnh số 2 nhé, ở nhịp giảm mạnh số 2. Thông thường là như thế. Tất nhiên là các bạn vào ở cái nhịp giảm mạnh số 1, sau đó nó hồi lên thì các bạn vẫn kiếm được tiền. Nhưng mà để mà nói mà an toàn nhé, để mà an toàn ấy, thì mình nên vào ở cái nhịp số 2 này thì nó sẽ an toàn hơn. Thứ nhất là về giá, là nó vừa ở vùng giá thấp hơn này, nếu bạn có cầm cho dài hạn thì cũng không phải lo nghĩ này. Cái thứ hai là về mặt timing, đúng không? Thì đây nó mới giảm, nó có mấy tháng, nó có thể đi lên được ngay không hoặc không. Cho nên là tôi sẽ chọn ở cái nhịp giảm mạnh thứ hai, và nếu như theo Elliott thì nó là sóng C đấy. Đó. Được chưa? Đấy là về mặt bối cảnh, về mặt vị trí thì mọi người lưu ý cho mình cái đó, kể cả VN Index nhé. VN Index cũng thế thôi, đúng không? Thì đây là cái vùng phân phối này, đây là vùng tái phân phối này, đúng chưa? Sau khi tái phân phối xong thì nó mới tạo selling climax, cao trào bán. Đó. Rồi thì vậy thì cái đặc điểm của cái cao trào bán này nó như thế nào? Đầu tiên ấy, trước khi mà xảy ra cái cao trào bán mà tạo cái đáy thấp nhất này thì nó sẽ phải có một cái nhịp là
ngưỡng hỗ trợ đầu tiên, hay còn gọi là PS, Preliminary Support ấy, thì cái ngưỡng hỗ trợ đầu tiên này này chính là cái lúc mà cá mập họ bắt đầu là mua vào một phần, vì đến cái bước này là họ thấy là cũng rẻ rồi và họ muốn mua vào một phần cũng là để kiểm tra xem cung cầu của thị trường như thế nào. Và sau đó thì theo cái do nó có cái quán tính thì thị trường nó vẫn giảm tiếp và xuống đến cái mức selling climax này ấy, là cái mức mà cá mập họ cho là mức giá hời ở trong dài hạn, cho nên là họ bắt đầu mua mạnh ở đây. Thực ra là mua mạnh trong cả cái nhịp này nhưng mà cái đoạn này là mua mạnh nhất. Đó, bắt đầu mua mạnh ở đây. Sau cái SC này họ cũng mua mạnh tiếp thì nó sẽ tạo lên một cái nhịp hồi phục tự nhiên là AR. Đúng không? Và trong suốt cái quá trình đi ngang này thì cứ về đến bên dưới, tức là về đến cái vùng SC này thì họ mua vì họ coi đây là cái vùng giá hời trong dài hạn rồi mà. Đó. Thì đấy là cái diễn biến và cái ý nghĩa của cái selling climax. Mình bây giờ sang cái phần tiếp theo là cái đặc điểm, các đặc tính nhận diện nó sẽ như thế nào. Thì về cơ bản đấy là theo mình ấy là nó có ba cái dạng selling climax này, nó không chỉ là về hình dạng nến mà nó còn đặc điểm về mặt khối lượng. Thứ nhất là dạng đáy hấp thụ ngang, tức là gì, trước đó này thì cũng có khối lượng tăng lên này, nhưng trong quá trình giảm về đáy khối lượng tăng lên thì thể hiện là cá mập họ bắt đầu mua vào rồi, được chưa? Và tại cái khu vực đáy này này thì bạn thấy không, khối lượng duy trì cao, giá không giảm, đi ngang trong một vài phiên thì thể hiện rằng là gì, khối lượng cao mà giá không giảm, chứng tỏ là có ai đó đang mua vào. Thì ở cái vùng đáy này thì chỉ có cá mập mua vào mà sau đó thì họ đẩy giá lên. Thì khi mà đẩy giá lên này thì tại sao bạn nhìn thấy ở đây khối lượng lại nhỏ hơn, là vì họ hấp thụ hết lượng cung ở đây rồi, ít người bán, không còn người bán nữa, đúng không? Rất ít người bán, họ hấp thụ hết rồi thì lấy đâu ra khối lượng bán lớn ở bên này, đúng không? Thì họ chỉ cần mua vào một khối lượng nhỏ hơn, giá vẫn có thể tăng mạnh, được chưa? Thì cái đầu tiên là đáy hấp thụ ngang, cái thứ hai là đáy hấp thụ dọc. Đáy hấp thụ dọc thì có hai kiểu nhé, là hấp thụ dọc trước và sau đáy, tức là khối lượng trước cái đáy này, tại cái đáy này và sau cái đáy này nó đều lớn, được chưa? Và cái thứ hai là đáy hấp thụ dọc sau đáy, tức là trước đó thì khối lượng nó nhỏ nhưng mà bắt đầu từ đáy trở đi thì khối lượng nó mới lớn. Tại sao lại có hai cái dạng này, để tí đi vào cụ thể thì mình sẽ nói. Còn cái hình dạng cái nến này mọi người không quan trọng nhé, nó có thể là dạng hai nến đảo chiều như thế này hoặc là dạng một cái nến pin ba như thế này. Thì thực ra là nếu mà hai nến đảo chiều này mà các bạn ghép vào nhau thì nó cũng thành một nến pin ba này thôi. Thế cho nên là đối với mình thì hình dạng nến không quan trọng, miễn là ở đáy nó có hai nến hoặc là một nến mang tính chất là đảo chiều. Nó có thể là dạng engulfing nữa cơ, tức là đây là một phiên, thậm chí là một phiên sản, còn bên này là một phiên tăng trần. Đó. Thì mình sẽ đi vào từng cái dạng một này. Thứ nhất là đáy hấp thụ ngang này. Đó. Đáy hấp thụ ngang thì mọi người thấy là cái vùng đáy này khối lượng rất là lớn. Thực ra là khối lượng nó lớn và tăng dần từ trước đó rồi. Từ trước đó rồi. Khối lượng lớn và tăng dần từ trước đó thể hiện rằng là cá mập họ đã bắt đầu mua vào đây, khối lượng bắt đầu lớn từ đây cơ. Mà sau đó thì nếu mà mọi người nhìn cái đường trung bình vol nó vẫn đang tăng dần. Nhưng mà ở đây 1, 2, 3 cái cây này khối lượng cực lớn mà giá không giảm thì là cá mập mua. Đúng không? Vậy thì đối với cái trường hợp đáy hấp thụ ngang này thì mình sẽ làm cái gì đây? Mua khi nào? Mua khi bắt đầu xuất hiện một cái cây nến tăng giá mạnh, thanh khoản không cần lớn nhá. Thì bạn biết rằng là vì trước đó nó hấp thụ hết rồi thì cây này đâu cần thanh khoản lớn đâu, nó vẫn lên. Chỉ cần nó là cây nến tăng giá mạnh thì mình sẽ mua 50%. Sau đó nó sẽ có một cái nhịp tăng lên tiếp và nó điều chỉnh. Mọi người thấy điều chỉnh vol nhỏ không? Khi mà điều chỉnh vol nhỏ và sau đó có một cây nến tăng giá mạnh thì mình mua ngay tại cái cây nến tăng giá mạnh này, ngay tại cái phiên đó. Đó.
mua đốt 50% ở đây. Ngoài ra thì nên kết hợp với cả phân kỳ dương của RSI để mà mình vào lệnh nha. Lát nữa thì mình sẽ nói đến cái đoạn phân kỳ dương này sau, đúng không? Nhưng mà trước mắt là mình mua 50% ở đây và mua nốt 50% ở đây, đúng chưa? Trường hợp này cũng thế, mọi người thấy không? Ở đấy khối lượng tăng mạnh mà giá không giảm thì gặp cây nến tăng mạnh đầu tiên mua, được chưa? Thì sau đó tới cái đoạn này này, đôi lúc là nó không phải thành một cái nhịp chỉnh rõ ràng đâu, nhưng mà mọi người nhìn này này, tăng lên trên này đúng không? Sau đó giảm ngay trong phiên, rồi phiên sau lại giảm tiếp và rút chân. Và phiên sau đó là một cây nến tăng giá, cây này tăng nhẹ. Cây này tăng mạnh hơn này thì mình mua ngay tại cái cây tăng mạnh này nhá, mua ngay tại cây này. Nốt 50% ở đây, mua 50%. Nhá. Chỗ này cũng thế. Đây mua 50%, sang cây này mua nốt 50%. Và cả cái vùng đáy này mọi người thấy là thanh khoản rất là lớn. Như vậy là khối lượng hấp thụ chính nó diễn ra ở cái vùng đáy này. Đúng không? Thứ hai là hấp thụ dọc trước và sau đáy, tức là trước và sau đáy khối lượng nó đều lớn. Đúng không? Thì đây là cái trường hợp mà hấp thụ dọc, cái này thì xảy ra nhiều hơn này, tức là trước đáy này khối lượng lớn tăng mạnh này, đúng không? Bán hoảng loạn này, thì tại cái khu vực đáy là cái cây này khối lượng cực kỳ lớn này, lớn hơn tất cả những cái cây trước đó, thể hiện là cá mập họ có hàng ở đây rồi, tại vì đang ở vùng đáy thì không có nhỏ lẻ nào lắm dám mua khối lượng lớn cả. Cái cây sau đó thì khối lượng nó lại không lớn, là vì sao? Nó hấp thụ hết cung ở đây rồi thì ở đây khối lượng không cần lớn, nó vẫn tăng mạnh. Đúng không? Và cả cái vùng sau đáy này, cả cái vùng sau đáy này mọi người thấy khối lượng nó lớn không ạ? Thì rõ ràng là khối lượng nó lớn, thể hiện sự hấp thụ của tay to, đúng không? Và sau đó thì nó chuyển sang đi ngang. Đó thì mình có thể trong cái trường hợp này ấy, tôi mua ngay tại cái cây tăng giá mạnh đầu tiên. Được chưa? Và với điều kiện là trước đó là phải là một cái cây giảm mạnh nhưng von lớn và rất lớn. Cả cái đoạn trước đó von cũng lớn, thể hiện là cá mập họ vào hàng. Và cần phải kết hợp với cả RSI phân kỳ nữa. Thì tôi mua ở đây 50% và sau khi mà test, ví dụ ở đây, cây này test von nhỏ này, cây này tăng von lớn thì tôi mua ở đây. Đúng chưa? Thì sau đó nó có test thêm lần nữa nhưng mà nó vẫn hồi lên. Trường hợp này TNG cũng thế, tôi mua ở đây. Đúng chưa? Sau đó gặp một cái cây bên này. Cái đoạn này, cả cái đoạn này này. Khối lượng làm sao? Khối lượng nó nhỏ hơn. Đi ngang với khối lượng cạn kiệt dần, von cạn kiệt dần, đúng không? Và sau đó là một cây tăng giá mạnh thì tôi mua tại cái cây tăng giá mạnh này nốt 50%. Đúng chưa? Trong trường hợp này mọi người thấy là khối lượng tại vùng đáy cũng tăng lên mạnh này và sau đáy thì cũng vẫn là khối lượng lớn, thì thể hiện cá mập họ mua vào, đúng không? PC1 này khối lượng cũng tăng tại đáy này, đúng không? Sau đáy thì khối lượng cũng tăng này, đặc biệt là cái con PSH này thể hiện rất là rõ này, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây ở cái vùng đáy khối lượng tăng đột biến luôn. Đúng rồi. Và trước đó chỗ này là SC, chỗ này là gì? PS, đúng không? Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên, trước đó thì cũng có ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nhưng mà ở đây thực sự là chưa có tiền vào, mọi người thấy không có thanh khoản, nhưng mà ở đây thanh khoản rất là lớn. DTD đúng không? Cái phiên trước đó khối lượng cũng gọi là rất lớn. Đấy, tại cái phiên mà giảm mạnh mẽ đấy, giá sàn ấy, ai mua? Cá mập họ mua, giá sàn có lượng lớn thì ai mua? Ai dám mua nhỏ lẻ nào dám mua, đúng không? Và sau đó phiên này là một cái phiên coi như là tăng trần, đúng không? Đảo chiều. Thì sau đó mấy cái phiên sau đó khối lượng vẫn duy trì cao, nó không cao hẳn nhưng mà nó cao trên trung bình, mà so với cái đoạn trước đó thì nó phải cao gấp đôi.
IC cũng thế, đúng không? Đích cũng thế, khối lượng tăng trước này và sau này, sau đấy này đều tăng mạnh mẽ. Tôi mua ở đây đúng không, sau đó quay về đây test, chỗ này là test này, cây này là cây tăng giá này, thì tôi có thể mua ở cái cây tăng giá sau test, được chưa? Hấp thụ dọc sau đáy. Tại sao lại có cái trường hợp hấp thụ dọc sau đáy này? Thì cái trường hợp mà hấp thụ trước đáy ấy, nó thể hiện rằng là cá mập họ đã mua vào trước đáy rồi, vì họ thấy rằng là cái vùng này là vùng rẻ trong dài hạn, tôi đã mua vào trước đó. Nhưng cái trường hợp hấp thụ dọc sau đáy nó lại có một cái rất là đặc biệt, là nó không có cái hành động mua vào của cá mập ở trước đáy nhưng mà sau đấy họ mới mua. Tại sao ở đây? Mọi người lưu ý cái chỗ này này. Trường hợp này là cả thị trường đang tạo đáy, được chưa? Trước đó thì cá mập họ chưa mua vì họ thấy rằng là nó có thể còn rơi nữa, và có thể là đối với họ nó không phải là một cái mức giá target, một mức giá cực hời mà họ xác định là họ sẽ mua, được chưa? Nhưng nó vẫn là một mức giá rẻ, và khi mà thị trường có dấu hiệu tạo đáy thì họ bắt đầu mua vào. Vì họ nghĩ rằng là giá thì cũng cũng rẻ rồi đấy, chưa phải cái mức mà tôi có thể mua vào được đâu, nhưng mà bây giờ thị trường đã tạo đáy rồi thì đây là cái cơ hội cuối để mà tôi có thể mua giá thấp, thì tôi vẫn cứ mua, đúng chưa? Thì cho nên nó mới có cái chuyện là trước đáy thì khối lượng không lớn nhưng mà sau đáy tại sao lại có khối lượng lớn, vì sau đáy cá mập họ mới mua. Và trong những cái trường hợp như thế này ấy, thì đối với mình thì mình vẫn mua ngay tại cái phiên đầu tiên tăng giá mạnh, đúng không? Và mình chỉ mua 30% thôi. Tại sao lại mua 30%? Vì đây là phiên đầu tiên thể hiện là cá mập mua vào, đúng không? Thế nhỡ may mình sai thì sao? Một phiên không nói lên điều gì cả. Còn lúc trước là cả một cái đoạn tăng giá mạnh, cả một cái đoạn giảm giá mạnh và có khối lượng lớn thể hiện là cái hành động của cá mập mua vào. Còn đây mới là hành động đầu tiên, một cái ngày đầu tiên họ mua vào. Cho nên là mình không có gì là đảm bảo, là chắc chắn ở đây cả, đúng không? Thì theo mình trong trường hợp này, nếu mà thị trường chung cũng bắt đầu tạo đáy thì mình có thể là mình sẽ mua từ cái phiên số 2 để đảm bảo an toàn hơn, và tôi cũng chỉ mua là 30% thôi, và sau khi mà test khối lượng nhỏ thì tôi mua nốt 70% còn lại, chưa? Trường hợp này cũng thế, chỗ này tôi cũng chỉ mua 30% thôi, lên đây tôi sẽ mua nốt, test khối lượng nhỏ tôi mua nốt, đúng không? Điều chỉnh khối lượng nhỏ tôi mua nốt. Trường hợp này cũng thế, đây mua 30%, đây điều chỉnh khối lượng nhỏ, sau đó là tăng lên thì tôi mua nốt. Được chưa? Đấy là cái dạng số 3 của về mặt khối lượng nhé, của selling climax. Trường hợp này thì trước đấy cũng có một vài cái cây nến khối lượng lớn này là cũng thể hiện là cá mập họ đã bắt đầu mua vào rồi, nhưng mà sau đấy thì mua mạnh mẽ, thì tôi mua cây số 1 ở đây, đúng không? Sau đó có một cái nhịp chỉnh, mọi người nhìn thấy một cái nhịp chỉnh đấy chứ, thanh khoản thì cũng nhỏ, thì tôi sẽ mua ở đây đó. Bây giờ quay lại cái vấn đề là nếu tôi bắt đáy sai thì sao, đúng không? Có cái cách nào mà để đảm bảo hơn không? Thì cái cách của mình ấy là sử dụng thêm cái sự xác nhận của RSI. Thứ nhất là nó rơi đủ sóng chưa? Đủ sóng chưa? ABC là đủ sóng nhá. Đoạn này là phân phối nhá, đoạn này là tái phân phối nhá, đúng không? Như vậy đủ sóng rồi. Tiếp theo là gì? Bạn nhìn thấy RSI chưa? RSI phân kỳ chưa? Đó. RSI phân kỳ dương. Thậm chí là phân kỳ dương hai đoạn, đúng không? Cái đoạn đáy này và đoạn đáy này tạo đáy thấp hơn này, nhưng đoạn đáy này tạo đáy cao hơn là một đoạn. Đúng không? Tiếp theo đáy này và đáy này là hai đoạn. Vậy phân kỳ dương hai đoạn. Đúng không? Thì trong trường hợp phân kỳ dương hai đoạn, nó chính là một cái sự xác nhận rất là chắc chắn để mà mình có thể vào lại tại cái điểm selling climax này. DG cũng thế, đúng không?
chỗ này phân kỳ dương ba đoạn đấy, cả cũng như vậy đúng chưa, cái tín hiệu rất là chắc chắn rồi. Và chỗ này mọi người lưu ý tại sao lại cần phải có cái điểm PS ở đây, để tránh mọi người là đang bắt một cái dao rơi cực kỳ mạnh đúng không, thì mọi người nó phải có cái phanh. PS chính là một cái phanh thể hiện là điểm mua đầu tiên của cá mập, nó chính là một cái phanh, thì xe muốn dừng lại thì phải có phanh, thế cho nên nó mới sinh ra phân kỳ âm hai ba, phân kỳ dương hai ba đoạn, nó là như thế. Cái đoạn đầu nó là cái phanh, đoạn sau nó mới là chính thức là dừng hẳn, vì thị trường nó có quán tính đúng không. Và trong một số trường hợp cái điểm PS này này nó còn sát ở dưới này cơ, mình ví dụ như là TCB như này đúng chưa, mọi người thấy phân kỳ dương ba đoạn chưa, PS ở đây nó còn có hai điểm cơ, một điểm hai điểm đúng không. Thì sau khi mà có hai cái điểm PS này rồi thì mọi người có thể an tâm không ạ, khá là an tâm khi mà mua ở cái đáy ba này. Hoặc giả sử lúc đầu mọi người xác định đây là PS đúng không, đây là selling climax, thì tôi mua một phần ở đây đúng chưa, sau khi nó test lại, đây mọi người thấy là vol nó vẫn là lớn này, chờ nó test thêm lần nữa chỗ này vol nhỏ thì tôi mua một nửa nốt ở đây đúng không. Thì tại sao cái khối lượng ở đây nó lại nhỏ, ở đây nó lại nhỏ, là vì cái PS đầu tiên này này khối lượng nó đã cực lớn rồi, tiền lớn nó đã bắt đầu vào từ đây rồi cơ, nó đã bắt đầu vào từ đây rồi, thế cho nên ở cái điểm SC khối lượng nó sẽ nhỏ, như thế là hoàn toàn bình thường, không phải lúc nào tại điểm SC khối lượng cũng lớn. Nếu PS khối lượng cực lớn rồi thì SC khối lượng nó sẽ nhỏ, vì họ mua nhiều ở PS trước đó rồi. Còn thông thường tại điểm SC là khối lượng nó sẽ là lớn nhất. Ví dụ như trường hợp này cũng phân kỳ dương hai ba đoạn đúng không, và RSI và khối lượng ở SC là lớn nhất, cực lớn luôn, trước đó cực lớn, sau đó có ai bán đâu mà nó có khối lượng, toàn tăng trần mà đúng không, thứ nhất là tăng trần và thứ hai là không ai bán vì nó vét hết ở đây rồi, ông nào sợ bán hết ở đây rồi, cá mập nó vét hết đây rồi. Những cái phiên này khối lượng 2 triệu này, trong khi những cái phiên mé đằng này khối lượng có 200, nó gấp 10 là nó vét hết rồi còn đâu, lấy đâu ra mà bán đúng không. Đó thì đấy là cái phương pháp nhận diện và giao dịch với cái hành động cao chào bán, hay còn gọi là selling climax đúng không. Và các bạn nên nhớ ở trong đầu rằng cái vị trí của hành động cao chào bán nó là cuối một cái nhịp downtrend đúng chưa, và thường là trước đó đã phải có quá trình tái phân phối rồi, tức là nó sẽ là ở cái nhịp cuối cái nhịp giảm mạnh số 2, trong Elliott thì nó là sóng cuối sóng C đúng chưa, và trước cao chào bán nó phải có một cái nhịp hồi lên nhẹ, chính là cái ngưỡng hỗ trợ đầu tiên PS này hồi lên nhẹ đó, thể hiện là cái mà họ bắt đầu mua, họ bắt đầu đánh dấu ở đấy rồi đúng không. Và thường thì sau cao chào bán là giá sẽ đi ngang, về mặt khối lượng và hình dạng thì cao chào bán nó sẽ có ba cái kiểu như thế này đúng không, đáy hấp thụ ngang, đáy hấp thụ dọc trước và sau đáy, và đáy hấp thụ dọc sau đáy. Ok, thì mong rằng sau cái video này các bạn có thể nhận diện tốt và giao dịch thành công với cả selling climax này. Xin chào.